Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship hàng toàn quốc cho mọi người. Hôm nay bên cửa hàng em lên tiếp tục lên cho anh em một cái lô máy cưa hàng tay dài nhỏ gọn, thích hợp cho anh em xài sử dụng gia đình ha mọi người. Đó, thì trong lô này gồm có 2, 4, 6, 8 em máy cưa tổng cộng nha mọi người. Giá thành cũng rất là phải chăng, từ 1,7 triệu tới 2 triệu một em ha. Đó, bao gồm phí vận chuyển tặng đủ đồ cho anh em nhé. Đây, anh em nào xem video mình cảm thấy ưng em máy nào thì mình có thể liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Đó, thì bên cửa hàng em chỉ có một số duy nhất điện thoại này thôi nha mọi người. Đó, rồi thì trên các mảng tay cầm em đều đánh dấu ký hiệu của máy ha. Đó, và thứ hai là giá tiền của máy. Nên anh em xem mà cảm thấy ưng thì mình nhắn tin qua Zalo, muốn xem chi tiết hình ảnh con nào mình gửi qua ha. Còn anh em đặt thì mình cứ chỉ cần đọc mã hiệu. Thì lô này em sẽ đánh dấu là lô F nha mọi người. Lô F nhá. Đấy, từ F1 cho tới F8 ha. Đó thì giá tiền đầy đủ hết rồi. Anh em đặt, anh em chỉ nói cái ký hiệu máy thôi, F1, F2, F3 gì ha. Đó, giá thành thì cũng đã biết rõ hết rồi. Thì bên em sẽ gửi máy cho anh em. Và anh em đừng có hỏi màu nhá, màu đỏ, màu cam, màu đen là em chịu thua bó tay nha anh em. Đó là anh em cứ chịu khó xem và mình đặt cái ký hiệu của máy, cái lô F ha, hoặc là nó có cái tên máy này, như đây là Maru Yama, đây là Singu này chẳng hạn ha. Đó, và đây là Makita, đấy, nó rất là nhiều hệ máy, nên anh em cứ đọc cái hiệu máy và thứ hai cái mã số của máy là anh em đặt được máy rất là nhanh gọn lẹ. Rồi, thì ở trong lô này thì gồm đa các hệ như của Nhật Bản, như Makita này, Maru Yama này, đó, và Singu này, đó, đây là Tanaka này, Echo này, Hitachi này, đó, và Tanaka và Makita ha. Đó, đây là những cái thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản nha mọi người. Đó, rồi giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem từng cây ha. Đó. Rồi. Rồi, và con đầu tiên thì giới thiệu đến mọi người là em Makita nha mọi người. Đó, con này là mã số là 2835 ha. Đó, em này là em tay dài nhỏ gọn, trọng lượng mã lực của nó là 3,8 kg nha mọi người. Đó, và em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nhá, mặt các cây là 35 cm nhá mọi người, xích chân 25 ha. Đó, lam thì nó bị sét rồi nhưng mà chất lượng còn tốt này anh em nhá, quay rất là nhẹ nhàng, không bị dập, không què, nói chung chất lượng lam còn khá là tốt. Còn theo thời gian 5 tháng bên Nhật Bản ha, nó phơi nắng phơi mưa thì nó bị sét thì không có nói, không vấn đề gì nha anh em. Đó, lớp mặt tiền đây khá là ok, nói chung ngoại hình của em máy này thì cũng còn khá là đẹp. Đó, mặt nào biên máu ốp lam này, háo chân lam nhá mọi người, nước sơn này nó còn khá mới nha anh em. Rồi thì bên cửa hàng đang bán em này với giá là 1,7 triệu đồng nhá, bao phí vận chuyển và tặng đủ đồ cho anh em. Em này là em F1 nha mọi người, giá là 1,7 triệu. Anh em nào cảm thấy ưng liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe này. À, chết rồi, chưa đóng hết. Anh em nít nhẹ nổ nhá. Để lâu hoặc cái xăng là anh em phải kéo cái e này ra này, e gió ha. Đó, giật nó ho một tí anh em đẩy vào là sai. Rất nhẹ nhàng. Rồi, ok, F1 sử dụng gia đình, giá rất là vừa tiền phải chăng, 1,7 triệu đồng. Máy đẹp nha anh em. Anh em nào cảm thấy ưng lên qua số điện thoại của em đặt hàng nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến toàn thể anh em là em F2 này. Đó. Em này thì đến từ nhãn hiệu của Maru Yama nha mọi người. Đó. Mã số em này là MC30A nhá. Mẫu này thì dòng tay dài nhỏ gọn luôn. Đó. Đặc biệt là hai ốc chân lam này anh em này, và trực tiếp bằng 80. Đó, vừa tầm. Nói chung là lô này thì các dòng máy này thì cái trọng lượng nó cứ ngang nhau khoảng 4 kg nha anh em. Nên là anh em mình khỏi phải xem về cân nặng ha. Nó cứ khoảng nằm khoảng 4 kg, hơn 4 kg một chút. Đó, đầy đủ tất cả ha mọi người. Đó, máy thì cũng khá là mới này, lốc mặt tiền đấy ha. Lam này thì được sử dụng lam tổng độ dài là 35 thôi nhá mọi người. Mặt cắt cây còn 30 nhá. Đó, xích chân 25, làm xích khá đẹp anh em. Đó, khá đẹp, khá mới. Đó, ốp má bên trên. Anh em thấy không? Ok, giờ sẽ khởi động này. Em này em F2 nhá, quên. F2, giá bên cửa hàng đang bán với giá là 1,8 triệu đồng. 1,8 triệu đồng. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Đó, giá này là đã bao gồm phí vận chuyển, tặng cho anh em 3 món đồ này ha. Buji rũa tiếp ở buji nên anh em cứ yên tâm sử dụng.
công tắc đây ha. Tắt nhẹ nhàng. Rồi MF2 giá là 1.800.000 đồng. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều ha. À, tiếp theo đến giới thiệu đến toàn thể anh em là MF3 này. Đó, em này đến từ nhãn hiệu của Singu nha. Đó, tất cả đều đến từ Nhật Bản hết nha anh em. Singu mã của em này là 301 nha anh em nhé. Đó, mẫu này thì cũng hai ốc chân lam rồi anh em, thuận tiện này. Đó, hai ốc chân lam ha. Đó, phần mặt máu ốc lam này anh em có thể thấy này, cũng khá là sáng, khá đẹp ha. Đó, bên phía mặt máu hộp giật đây. Tem nhãn hiệu mạc còn nguyên, lốc mặt tiền này. Đó, cũng còn khá đẹp. Lam được sử dụng lam 35 thôi nhá mọi người, mà các cây còn 30 nhá. Đó, xích chân 25 ha. Em sẽ khởi động cho anh em nghe nhá. À, em này em F3 này, cứ quên mất thôi. F3 nha anh em. Giá vừa em này đang bán với giá là 1.800.000 đồng luôn nhá mọi người. 1.800.000 nhá. Em sẽ khởi động. F3 nhé mọi người, giá là 1.800.000 đồng nhá. Nếu anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha mọi người. Đó. Tiếp theo là đến em F4 này. Một em đến từ nhãn hiệu của Tanaka nha mọi người. Rồi, Tanaka nha anh em. Em này thì mã số của nó là 335B nhé mọi người. Đó, đời này thì cũng tay dài nhỏ gọn nha anh em. Đó, mẫu này thì thích hợp cho anh em xài gia đình hết nha. Đó, tem nhãn hiệu mạc còn nguyên này. Ốp lam một ốc nha mọi người, lam là lam 40 nha. Em này đời lam 40 này. Mặt các cây là 35cm nha mọi người. Nó tăng xích tại lam thuận tiện, làm xích khá mới ha. Đấy, quá đẹp, lốc mặt tiền đây. Đó, khá là sáng nha nha. Biên máu ốp lam đây, mặt đằng sau này. Tem nhãn hiệu mạc còn nguyên. Đó, rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy này. Em này em F4 này mọi người, F4. Giá bên cửa hàng đang bán với giá là 1.700.000 đồng luôn nha mọi người. Đó, 1.700.000 ha, anh em nào kết liên hệ với em. Rồi 1.700.000 nhá, em F4 nha anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Rồi tiếp theo đến giới thiệu đến toàn thể anh em là con tiếp theo là con Echo nhá mọi người. Nhãn hiệu của Echo ha. Em này mã số của nó là 3300 nhá mọi người, đời 4 số ha anh em. Đó, hai ốc chân lam nhá. Đó, mặt máu ốc lam này, tem nhãn hiệu còn nguyên này, mặt đằng sau này. Đó, má ốp hộp giật đây, các tem còn ha. Lốc mặt tiền đây, khá đẹp. Đó. Thì cây lam của nó là lam tổng độ dài là 40, mặt các cây còn 35cm nhá mọi người. Đó, giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Đó, em này là em F5 này. F5. Giá của em này 1.800.000 đồng luôn nhá mọi người. Đó. Đẩy lên là sai. Đấy. Kéo nhẹ nhàng nổ nhá. Rồi ok, F5 ha. Giá là 1.800.000 đồng. Nếu anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhá mọi người. Tiếp theo là đến em F6 này mọi người. Đó. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cả hai bên em nhá. Đó, em F6 này thì đến từ nhãn hiệu của Hitachi nha anh em. Mã số của em này là CS35ED nha. Đó, đây số điện thoại của cửa hàng đây ha mọi người. Đó, 0988628901 nhá. Đó, em này thì mã lực nó lớn hơn này, 35cc nhá mọi người. À 33,4cc nha. Nó chuồng vào tua lẹ hơn. Hai ốc chân lam nhá mọi người. Nó lam là được sử dụng lam 40. Đó, đặc biệt hơn nữa là được sử dụng xích chung 91 nha anh em. Đó, xích 91 nhá. Đó, lốc mặt tiền đây, khá đẹp. Đó, mặt các cây 35 nhá mọi người. Bên phía má hộp giật này, tem nhãn hiệu mạc còn nguyên ha. Lốc mặt máu bên trên này. Đó, nói chung em này cũng còn khá là sáng nha anh em, khá đẹp.
Rồi ok, em F này là F6 nha anh em. F6. Bên cửa hàng em đang bán với giá là 1.900.000 đồng nhá, bao ship đó, và tặng đủ đồ. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Thì em sẽ khởi động cho anh em nghe chơi ha. Cho hơi thấp nha mọi người. Rồi ok, anh em nào thích sử dụng em máy cưa xích Hitachi CS35ED ha. F6 giá là 1.900.000 đồng, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Tiếp theo giới thiệu chúng ta thể anh em là em F7 này. Đó, em này đến từ nhãn hiệu của Tanaka nha mọi người. Đó, mẫu này thì mã số nó là PMS335S ha. Đó, đặc biệt của em này là nó thiết kế cho mình bộ giật trợ lực lớn, nên là anh em giật nó nhẹ nhàng hơn so với các cái đời kia nó rất là nhiều ha. Nhích nhẹ là nổ, không cần dùng nhiều. Là lam của nó là được sử dụng lam tổng độ dài là 40 mà các cây là 35 ha. Đó, là xích 91 nha anh em, không mặc tiền đây. Đó, cũng khá là ok, khá sáng ha. Đó, mặt máu bên trên này. Ốp lam đây ha. Lam là còn nguyên chữ Tanaka này. Đó. Đây, máy phục giật. Đặc biệt là có trợ lực nhá, kéo nhẹ nào nổ ha. Rồi em này em F7 này. F7 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2 triệu đồng tròn nhá, bao ship bao gồm phí vận chuyển ha. À, và tặng đủ đồ. Anh em nào kết liên hệ với em. Có trợ lực lên kéo nhẹ nổ. Không cần dùng nhiều. Rồi ok, em Tanaka PMS335S nha mọi người. Đó, giá bên cửa hàng đang bán với giá là 2 triệu đồng tròn. Nếu anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi em cuối cùng trong lô ngày hôm nay đến từ nhãn hiệu của Makita nha mọi người. Đó, Makita ha. Đó, em này thì mã lực của nó là 33cc nha mọi người. Y hệt cái em vừa rồi, nhưng mà em này nó thiết kế thêm cho mình cái bộ tay thắng xích này. Đó. Và có bộ giật trợ lực lớn nha mọi người. Có nướng bơm xăng, thắng tự thắng xích đầy đủ ha. Lam là lam 40 mà các cây 35cm nhá. Đây. Lam còn nguyên chữ này. Đó, nguyên sơn ha. Ốp lam đây, tem nhãn hiệu mạc còn nguyên nha mọi người, Makita này. Đó, còn nguyên ha. Đấy, mặt máu hộp giật đây. Các tem nói chung thương hiệu còn nguyên. Ốp lam là nói chung là máy cũng khá là đẹp. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Em này em F8 này. F8 giá là 2 triệu đồng tròn luôn nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Cũng có trợ lực luôn nha, kéo nhẹ là nổ. Không cần dùng được nhiều. Sử dụng gia đình quá là vừa. Rồi ok, Makita 333 nha mọi người. Mã số là F8 nha, giá là 2 triệu đồng tròn. Nếu anh em nào có nhu cầu liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Đó. Rồi lô máy ngày hôm nay bên cửa hàng em lên cho anh em là gồm 8 cái máy cưa xích nha mọi người. Đó, từ các dòng hệ như Makita, Maru và Shingu, Tanaka, Echo ha. Nếu anh em nào cảm thấy kết em máy cưa xích nào, mình có thể liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người. Anh em muốn xem chi tiết hình ảnh mình nhắn tin qua Zalo nhá, bên em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cho anh em xem ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé.